Cốp nhìn nhá. Đây là công trình của bố. Nào cốp nhìn nhá. Cho nhìn bố làm này. Mày đâu giờ? Hai đứa chứng kiến nhá. Đổ gọn nhùng chứ. Nguy hiểm hết. Anh đang làm gì ấy? Anh đang phọt chữ. Nó dưới nó không xuống, toàn lên nó trên này. Sao lại không phọt được xuống dưới nhỉ? Lỗ bé. Ngôi nhà mới có thêm đầu bếp mới. Đây là hai thực khách đang thưởng thức. Nó không phọt. Sao không phọt được nhỉ? Có bởi ra thì không phọt. Cái này loãng quá, phát phọt. Người ta đặc đặc một tí. Loãng mà không phọt, đặc. Hôm nay mới dò đấy mà xếp chữ này. Ôi dồi ôi trời. Cái gì? Thầy lấy cái giấy trên lâu rồi. Đây, cái này đây. Này cho ấy này, Linh cái cốc đây. Cho lấy cái đầu to hơn, nó có một cái đầu to hơn nữa. Thôi đồ, đồ. Thôi không cần. Nào. Này để cho bố bế con gái. Nhanh nào. Bố. Cái này nó nhanh. Họ sẽ chấm mút à. Chấm mút, bắt đầu lại chấm mút. Đủ góc lại chân là bố, thế nên chấm mút. Ui đấy. Đấy, chấm mút bắt đầu rớt rãi chặt chè ra. Dạ, kỳ em biết sao chính tả. Kỷ luật. Đây là kỷ luật. Mặc quần áo sạch sẽ thế. Đấy có thể mở cái cổ thôi. Cái cổ phải thay áo cổ. Đi đi ăn cưới nó phải khác. Xin được cơ cơ. Mấy đâu lịch sự ấy. Đó, yên cưới không phân biệt. Hai ông này áo trắng cổ đen. Cá cốp, không được nghịch vào. Cho con hớp. Em ơi. Em sạch tay em lấy cái chữ cái này ra cho anh nhé. Đây, lấy cái nào, cái này ra. Thôi rồi. Hai ông học tập nhỉ. Chín hoa mà một mụn ghê. Xin nhận được cốp. Mẹ. Ê.
đây ra. Đây cái này. Đó là thế thôi, thế thôi. Chờ thế thôi. Chắc là chú em phải về lấy ấy hai cái nhúng. Nhúng gì? Hai cái để nhúng bánh ấy. Bánh gì? À, nhúng cái bánh lên ở trong chỗ lò nướng. Hai cái. Cái sô cô la này của nó ăn ngon. Nước là chủ quán nhà đó, cho Thủy về lấy. Cái sô cô la này của nó ăn ngon. Nói như thật đi. Ngậy mà. Cái gì đấy này. Ê, bỏ luôn cái nào bên cạnh cái. Mẹ ăn thì về. Bên đây. Hai cái. Ngon rồi, nó ăn luôn rồi à. Con cá ăn. Cá lăng mai rồi. Con cá ăn. Mai tổ chức đi. Mai cá lăng mai tổ chức cái. Đó thằng Đức nhớ mày nhớ cưới. Mai cá ăn. Mày tháng 10 đi. Bao nhiêu năm rồi còn nhớ không em? Đây là sản phẩm đã nhớ chó này. Các bạn ơi. Cốp đã làm miếng rồi à? Cho vào đĩa. Đẹp rồi. Nén đẹp không? Tôi phải cho vào đĩa chứ. Nén đi, giờ thổi đi, có hết. Không cần nén. Có nén đầy đủ hết. Wow, cô. Nhầm nước. Chứ đẹp thế này thì còn gì? Kỷ vật, à quên, kỷ niệm ngày cưới. Thì bố chính là đẹp. Thật. Xỉn quá. Anh ơi đừng cho trên đấy. Tí nữa thổi đấy. Anh ơi đừng cho đấy. Cho đấy cho nó lạnh. Nhưng mà nó ý đồ. Cho ra ngoài sân nhỉ? Cho sân lạnh hơn. Sân nó ngấu. Để ngoài sân nó nhanh hơn đi cơ. Các chị Linh đi công câu này. Công trình anh đã cất đi vào sân. Linh đi câu này.